Thì mình xem màn hình rồi, chắc là mọi người nhìn thấy rồi đúng không? Vâng ạ. Nói thì buổi ngày hôm nay thì mình sẽ đi sâu về vấn đề thao tác phong phỏng vấn này. Rồi trước khi vào thì mình sẽ làm rõ cái vấn đề là tại sao phải phỏng vấn. Thì như các bạn cũng chị Trang này, anh Biên và chị Vân thì chuẩn bị phỏng vấn rồi, thì mọi người không hẳn là chỉ phỏng vấn đi Nhật mà phỏng vấn vào các công ty ở Việt Nam chẳng hạn, ở đâu cũng vậy. Mình bắt đầu làm một công việc thì mình sẽ phải tham gia những cuộc phỏng vấn. Thì tại sao phải phỏng vấn? Thì không biết là anh chị có cái lý do, hay là mình nghĩ tại sao, lý do tại sao mình phỏng vấn ạ? Phỏng vấn là mình đi xin việc làm đúng không ạ? Phỏng vấn là đi xin việc làm. Vâng, hầu như đi xin việc làm đều phải phỏng vấn, nhưng mà tại sao phải phỏng vấn? Phỏng vấn trong cuộc phỏng vấn đó mình cho người ta thấy cái gì, hay là có những cái gì đó mà giữa nhà tuyển dụng và người phỏng vấn đó có những cái là người ta mình cho người ta thấy, hay là người ta thấy mình có cái điểm gì đó? Vấn đề cho phù hợp, tức là người ta xem cái ứng viên có phù hợp với công ty hay không, với cái công việc hay không. Đúng rồi. Vâng. Đó thì không biết là Trang nghĩ sao về cái vấn đề này? Em nghĩ tại sao phải phỏng vấn? Em nghĩ là phỏng vấn là cái tiêu đề để người ta đánh giá mình xem có phù hợp không, cái con người mình như nào, rồi là cái cách trả lời những cái câu hỏi người ta đưa ra như nào, để người ta xem mình có phù hợp với cái công việc như đấy chứ không có để tuyển vào ấy ạ. Đúng. Thế còn Vân, theo Vân thì tại sao mình phải phỏng vấn Vân nhỉ? Em ạ, em nghĩ thì phỏng vấn thì để biết ra được các công việc, có kiểu như mình phải thỏa thuận trước để mình có thể kiểu đồng ý thì làm, mà không đồng ý thì thôi. Đúng rồi, phỏng vấn ngoài cái việc mà nhà tuyển dụng để đánh giá xem ứng viên có phù hợp không, thì ứng viên cũng là một cái hình thức để ứng viên xem cái công việc có phù hợp không, và có thêm những câu hỏi cho nhà phỏng vấn để xem có phù hợp vần với thân mình đúng không? Thì bây giờ Nhung có thể đưa ra các thông tin về cái vấn đề này nhé. Vâng, thì trước khi mình đi vào cái lý do tại sao phỏng vấn thì mình sẽ có một số những cái ví dụ như sau. Thứ nhất là khi mua một chiếc xe máy thì thường mọi người quan tâm về điều gì á? Thì đây là những cái ví dụ của công ty đưa ra, thì mọi người lấy ví dụ để so sánh thôi. Thì không biết là mua xe máy thì mọi người quan tâm gì, mọi người cứ mạnh dạn đóng góp ý kiến nhé. Em quan tâm cái ngoại hình của xe và màu của xe, xong đấy quan tâm cái xe đi nó như nào, có tiết kiệm xăng không. Thế còn Vân? Em quan tâm đến tiền, chiếc xe bao nhiêu tiền. Giá cả đúng không? Đúng rồi. Còn gì nữa không? Với cả có hợp với mình hay không? Hợp, xem có hợp màu, hợp mệnh, phong thủy, hợp dáng gì với cái bạn thân tình, cao, thân tứ, cân nặng đúng không? Vâng. Ví dụ như mình chân ngắn là mình không đi được SH rồi. Thế còn anh Biên, khi anh mua một chiếc xe máy thì anh quan tâm nhất là điều gì? Quan tâm về chất lượng của xe đấy, chứ không bây giờ mà mất tiền mua cái xe mà cái xe nó nhanh hỏng hay là kém chất lượng thì cũng buồn lắm. Vâng, đúng rồi. Có rất nhiều thứ để mình quan tâm đúng không? Thì Nhung có thể đưa ra những cái vấn đề của mọi người quan tâm không? Okay. Mua một chiếc xe là gì nhé? Vâng. Thì đầu tiên khi mua một chiếc xe máy thì có những cái điều mà mình thường quan tâm, thứ nhất là cái mục đích sử dụng. Và bây giờ anh đi làm văn phòng thì anh có thể mua xe lít hay là mua xe SH. Nhưng ví dụ mà anh đi chở hàng chẳng hạn đúng không? Thì anh phải dùng một cái xe nó khác, chứ mình không thể đổi. Mình không phải là những cái xe xịn mình đi chở hàng. Đúng rồi. Đó, thì đầu tiên là quan tâm là cái mục đích sử dụng của cái xe đó là gì. Tiếp theo là giá cả. Đúng không? Mua một cái xe đắt quá mà không phù hợp với kinh tế nhà mình, và mua một cái xe xong rồi hết nhà cửa, hết sạch tiền luôn, thì nó cũng không được. Thật ra mình, cái điều mình quan tâm, hầu như cái quan tâm nhất của mọi người là cái giá cả. Tiếp theo là cái thương hiệu. Đúng không? Như các bạn trẻ thì các bạn có thể thích SH, còn như các anh chị trung niên thì có thể thích là các bạn, anh chị đi làm văn phòng chẳng hạn thích xe lít thôi. Nó bình thường thôi, thì đấy là cái thương hiệu, chẳng hạn Honda gì đó. Tiếp theo là cái dịch vụ sau bán hàng. Thì đây là cái mà hầu như khi mình bán một cái sản phẩm gì đó, người ta mua cho rồi nhưng mà không phải đến là kết thúc, mà sau cái quá trình mua đó mình vẫn phải quan tâm, hỏi xem là người ta dùng như thế nào, có thấy ổn định không, hay là có cần thay bình ắc quy hay gì không, thay dầu hay gì không đó, thì người ta sẽ, khách hàng sẽ nhớ lâu hơn. Thì đây là cái dịch vụ sau bán hàng. Và tiếp là cái kiểu dáng và màu sắc. Thế là mỗi người đúng không, có một cái sở thích khác nhau. Người thì thích màu xanh, màu đỏ, người thích cái kiểu dáng như thế này.
Thì đây là những cái mà mọi người thường quan tâm khi mà mình mua một cái chiếc xe máy. Và đi một ví dụ nữa, bây giờ mọi người thử tưởng tượng mình đi tặng một chiếc đồng hồ cho một ai đó, thì mình sẽ cho vào cái túi ni lông rất quan trọng của mình đúng không? Cho vào túi ni lông hay là cho vào một hộp đen như này? Cho mọi người là đúng rồi, cũng khá đơn giản đúng không, bởi vì là hầu như là ai chọn như vậy, ai cũng cho vào hộp đúng không? Tuy là cái nhìn phát là có thể biết ngay là chỉ cho vào hộp thôi chứ không bao giờ cho vào túi bóng như vậy được, bởi vì không được lịch sự cho lắm. Thì tiếp một cái ví dụ nữa, tưởng tượng cần tuyển một cô nhân viên vệ sinh tòa nhà thì mình sẽ tuyển cô nào ạ? Bên tay phải. Để cô đang cầm chổi đúng không? Nếu mà chọn cô mà đang cầm cái túi đi này chắc là người đã có vấn đề rồi. Đó. Thế là chắc chắn là mình phải chọn cô cầm chổi rồi, chứ không thể nào đi dọn vệ sinh tòa nhà mà lại đi cái quốc tang thì kia được. Ừ, mà chọn cái cô sành điệu thì kia là không phù hợp công việc rồi. Đó. Đấy, thì sau những cái ví dụ này thì chúng mình cũng đúc kết ra một cái vấn đề, thì Nhung có thể đưa ra để cho mọi người xem nhé. Vâng. Thì đó. Tại sao phải phỏng vấn? Thì phỏng vấn thì nhà tuyển dụng thông qua buổi gặp mặt đánh giá kỹ năng, kinh nghiệm, tính cách của bản thân mình có phù hợp hay không. Nó người ta khi mà mình nói rồi, mình thể hiện những cái kỹ năng, kinh nghiệm, tính cách của mình ra thì nhà tuyển dụng người ta cũng nhìn thấy và người ta đánh giá mình có phù hợp với cái công việc mà người ta đang cần tuyển hay không. Đó. Tiếp theo là ứng viên thông qua buổi phỏng vấn bộc lộ những phẩm chất của mình để nhà tuyển dụng nhận thấy bạn rất là phù hợp với công việc này. Và như các bạn đi các đơn như vậy, mình đang hướng đến cái đơn nào đó thì mình cũng phải thể hiện cho người ta thấy là cái kinh nghiệm, kỹ năng, tính cách hay là cái phẩm chất của mình rất là phù hợp với công việc mà người ta đang cần. Đó thì rất là quan trọng, điều rất là quan trọng. Đúng rồi. Thì mọi người thấy là giá trị của mình cũng như cái chiếc mình đang ví dụ nhá, giá trị của mình cũng như chiếc đồng hồ ấy. Ví dụ cái chiếc đồng hồ đấy, nếu mà bạn tặng một chiếc quan trọng đối với bạn, bạn đưa trực tiếp bằng tay cho cái đồng hồ đấy là túi ni lông, thì đương nhiên cái giá trị nó khi người nhận, người ta nhận lại nó sẽ không bằng cái việc của mình cho cái chiếc đồng hồ đấy và cái một cái chiếc hộp đen thật là sang trọng đó. Thì người nhận người ta mới cảm nhận được à, cái giá trị thực sự của cái đồng hồ đấy, và người ta cảm nhận cái sự trân trọng, sự quý mến của bạn cho họ. Thì cũng như thì là giá trị của bạn thì cũng như chiếc đồng hồ đấy thôi. Ví dụ như cho vào túi bóng, cho vào trực tiếp nó, cái giá trị của cái chiếc đồng hồ nó không thay đổi. Cũng như bạn khi bạn phỏng vấn ý, thì bản chất của bạn nó không hề thay đổi đấy, nhưng mà thay qua cái việc mà bạn thể hiện trước nhà tuyển dụng ý, thì nó sẽ thể hiện cái sự gây của bạn gây ấn tượng với nhà tuyển dụng cũng như cái chiếc đồng hồ ấy đấy. Nếu mà bạn trả lời phỏng vấn tốt này, bạn thể hiện tốt cái bản mình, những cái gì mình có, như là bạn để chiếc đồng hồ, một chiếc hộp rất là đẹp ý. Đấy. Còn trong cuộc phỏng vấn mà bạn thể hiện không đúng này, hoặc là chưa thể hiện hết cái giá trị mình có thì cũng như thế là bạn đi tặng chiếc đồng hồ, bạn để vào cái túi ni lông này, đưa tay người ta thì người ta sẽ không biết giá trị thực của bạn. Đấy. Đó. Cũng cái giá trị của đồng hồ vẫn là như nhau, không cho dù là để vào ni lông hay túi hay là cái hộp nó vẫn như nhau, không có thay đổi, nhưng mà cái cách thể hiện như thế nào thôi. Đó, mình thực sự là thích công việc đấy thì mình phải thể hiện thật tốt, hay là mình thực sự tức là tôn trọng đối phương đấy thì mình sẽ để vào cái hộp. Còn nếu mà mình không tôn trọng người ta thì mình thường thường sẽ để vào túi ni lông hay là đưa tay. Thì đó, thì các bạn cứ tưởng tượng như cho nó dễ. Thì tiếp theo thì điều gì cần thể hiện trong cuộc phỏng vấn? Đó, thì theo anh Biên, không biết là anh Biên nghĩ sao về những cái điều gì mình cần thể hiện trong cuộc phỏng vấn ạ? Lúc đầu thì cái cách ăn mặc, xong là đến cái tác phong đi đứng. Đúng rồi. Đúng rồi, tác phong này. Trả lời. Trả lời câu hỏi về tuyển dụng đúng không ạ? Đó. Thế còn Vân, theo Vân thì mình nên cần thể hiện cái gì trong cái cuộc phỏng vấn nhỉ? Em đồng ý với cả của anh Viên nha cả. Có bổ sung gì không? Em chưa nghĩ ra. Thế Trang có bổ sung gì không em? Em bổ sung cho em là cái thái độ của mình, là mình có tôn trọng cuộc phỏng vấn và tôn trọng cái người phỏng vấn của mình hay không?
thái độ, đúng không? Thái độ rất là quan trọng đúng không? Đúng rồi. Đôi khi là thái độ hơn trình độ đúng không? Đúng rồi. Đó, cho dù là kỹ năng của mình rất là tốt, kinh nghiệm rất là tốt, nhưng mà khi phỏng vấn ý, run chẳng hạn, hay là nói nó không được trôi chảy chẳng hạn. Là thái độ chưa tốt, thái độ chưa tốt, tôn trọng nhà tuyển dụng, tôn trọng công việc. Mặc dù là mình không cố tình nhưng mà chính cái thái độ của mình làm người ta nghĩ vậy. Đó nên là mình cẩn thận một chút. Đúng rồi, như anh Biên nói là tác phong, thì đầu tiên là phải tác phong. Mình rất là quan trọng cái tác phong, tư thế đi vào phỏng vấn, thể hiện là mình là một người rất là nghiêm túc. Thứ hai là khả năng ngôn ngữ. Thì khả năng ngôn ngữ này sẽ thông qua cái bài giới thiệu bản thân của mỗi bạn. Đó, mình chỉ có trong khoảng gần 1 phút thôi để mình giới thiệu bản thân của mình bằng tiếng Nhật. Nhưng mà người Nhật thì thông qua cái những một chút ít ở thời gian mà mình nói tiếng Nhật ấy, thì người ta sẽ thấy là cái bạn này có khả năng về ngôn ngữ hay là không có khả năng về ngôn ngữ. Đó, khi là bây giờ là chỉ một cái bài phỏng vấn đơn giản như vậy thôi, nhưng mà bạn ấy cũng nói cũng khá là trôi chảy, thì sau này sang Nhật thì bạn ấy cũng có thể là học ngôn ngữ nhanh và rất là phù hợp với công việc của người ta. Có nghĩa là khi mà các bạn mới vào phỏng vấn thì hầu như các đơn hàng bên mình là các đơn hàng bên Nhật là không yêu cầu tiếng Nhật trước đúng không? Thì mình chỉ gọi là nói một cái đoạn Zico rất là ngắn thôi. Đấy, nhưng mà trong cái đoạn đấy thì người Nhật người ta nghe ấy, người ta là biết được bạn này có cái khả năng học ngôn ngữ không ấy. Đấy, thế là đoạn Zico này nó rất là quan trọng với mình, thì khi mà các bạn có Zico này các bạn phải học thuộc nhá. Đến lúc phỏng vấn không được vấp nhá. Tại vì nó rất là ngắn thôi. Tiếp theo là về tay nghề. Đó, tay nghề thì các đơn khác cũng các đơn nói chung thì cũng đều có tay nghề thực phẩm hay là cơ khí hay gì đó. Còn ví dụ như các đơn điều dưỡng thì có những cái chuyên môn về điều dưỡng hay gì đó. Thì ví dụ như bạn nào mà chưa được học đúng không chị Nhung, thì vào công ty sẽ được đào tạo từ tiếng Nhật đến những chuyên ngành. Có nghĩa là khi thi tuyển ý, thì ngoài những cái gọi là người nói về tiếng Nhật ý, thì chúng mình cũng phải thể hiện một chút tay nghề cho nhà tuyển dụng. Thì tùy vào cái ngành nghề mà các bạn đăng ký đi Nhật ý, nó sẽ có những cái bài phỏng vấn, bài thi tay nghề khác nhau. Đấy, như cái ngành điều dưỡng thì nó công việc nó đặc thù hơn, là mình chăm sóc những người cao tuổi, những lão, thì nó không yêu cầu gì tay nghề. Đấy, nhưng mà mình có thể trong cuộc phỏng vấn thì người ta có thể hỏi bạn về cái lĩnh vực trên ngành mà bạn đăng ký thi ấy. Nên là khi mà phỏng vấn thì mọi người chú ý là mình trước khi phỏng vấn thì cũng tìm hiểu kỹ về những cái ngành mà mình đăng ký thi ở cái đơn đấy nhé. Và cuối cùng là sự phù hợp với công việc. Đó, mình phải cho người ta thấy là tôi rất là phù hợp với công việc của các ngành đang tuyển dụng. Đó, cho dù là mình chưa làm bao giờ, chưa có kinh nghiệm gì cả, nhưng mà mình phải thể hiện cho người ta thấy là mình rất là nhiều năng lượng. Đó, xong rồi cho người ta thấy là rất là phù hợp với công việc này. Chứ bán xong mặt ủ rũ này, xong rồi vật hay gì đó thì cảm giác là chắc chắn người ta sẽ không chọn. Đó. Và chuyển sang tiếp theo về cái tác phong phỏng vấn thì các bạn có thể tham khảo và xem qua cái clip như ở trên thì chị Nhung có gửi trong nhóm ấy. Đó. Gửi lên nhóm đó thì mọi người có thể xem trên nhóm nhé. Thì hôm nay mà bạn nào mà chưa từng xem qua cái này ấy, thì mình có thể về vào lại nhóm nhé để mình xem. Mình đã gửi cái link này lên cho mọi người đấy, thì các bạn có thể xem, vì cứ xem kỹ cái video này là mình có thể phỏng vấn tốt được. Đúng rồi. Đó. Thì cái này các bạn xem sau nhé. Các bạn đã xem rồi thì đã nhớ rồi, còn bạn nào chưa xem thì có thể xem lại trong nhóm đã có rồi, bởi vì video nó sẽ có trong khoảng hơn 12 phút. Nếu mà trình chiếu luôn trên này thì sẽ hơi mất thời gian. Đó thì các bạn có thể là tự mình xem. Và mình sẽ lúc nào rảnh xem nhiều quá nhé. Xem nhiều và cho quen. Tác phong cái tiếp theo đó là tác phong phỏng vấn. Đó, như các bạn có thể mình chưa có mở thêm một slide nào khác, nhưng mà nhìn hai anh chị ở trên hình thôi, các bạn đã thấy được cái thái độ của người ta rất là nghiêm túc rồi. Đó, về cái tư thế tác phong cũng vậy. Thì ngoại hình nam giới này thì đầu tóc gọn gàng, cạo râu sạch sẽ. Đó, nữ thì búi gọn tóc, nếu tóc dài thì cắt ngắn hoặc tỉa gọn đi. Đấy thì các bạn có thể là buộc tóc hoặc búi tóc. Như nhân vật của chúng ta là tóc ngắn đúng không? Thì bạn thì vuốt gọn gàng sau đúng không? Nhưng mà chúng ta nếu mà tóc dài thì có thể búi gọn gàng phía sau. Đúng rồi. Vẫn còn. Tiếp theo là đi giày thể thao dạng mềm giống như trong hình. Đó, thì các bạn có thể thấy hai anh chị này là đều đi giày thể thao dạng mềm hết, chứ không bạn nữ này không thể đi một cái đôi giày giống cái cô người mẫu vừa rồi được, hay là cái anh này thì không thể đi là một đôi giày da được. Hôm nay đi phỏng vấn đi làm mặc rất là sang chảnh như vậy. Đó. Về tóc cũng vậy, thì mình nhuộm đen. Đấy là cái cách để cho nó dịu lại.
chưa biết là cái tính cách của mình có thể là rất là nổi, rất là mạnh, nhưng mà khi đi phỏng vấn thì mình phải thể hiện cho người ta thấy là mình rất là phù hợp và mình muốn làm công việc này. Người Nhật người ta về khi mà mình đi làm, người ta thấy những cái bạn nhuộm xanh nhuộm hồng ấy, người ta có ấn tượng không được tốt cho lắm. Đó thì các bạn lưu ý cái này. Chị Thịnh mới zone vào nhóm đúng không? Chào chị Thịnh nha. À chị Thịnh. Ai nữa? Đó, tiếp theo là không nhuộm hay là để móng tay dài. Đó. Không để móng tay dài thì có nhiều bạn làm nail ấy, đó để móng tay dài, nhưng mà các bạn biết là không chỉ các ngành về cai hô hay là gì đâu, mà hầu như tất cả các ngành khác đều như vậy. Để móng tay dài rất là bất lợi cho khi làm việc. Đó, không may máy móc nó bị xước hay là cái gì đó thì mình làm thủng hay là làm xước mặt người ta, hay là mình làm hỏng sản phẩm do cái móng tay của mình thôi, nó hơi nhọn. Đó là khi như vậy thì mình cũng rất ảnh hưởng công việc bằng cái cách, bằng những cái vấn đề như thế là khi phỏng vấn ý, các bạn cắt sạch đi. Đó, chỉ để một chút 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 thôi. Đó, hơn nữa những bạn nào làm về thực phẩm chẳng hạn hay là về cai ngô đó, thì nó càng nghiêm khắc hơn về cái vấn đề như thế này. Một cái nữa là không đeo trang sức đồng hồ. Bình thường mình có thể sẽ đeo đi đi chơi gì hết, nhưng mà những cái lúc mà trong phỏng vấn chẳng hạn thì mình không cần những cái thứ như vậy. Mình thể hiện cho người ta thấy cái tính cách con người, những cái kinh nghiệm, kỹ năng của mình, chứ không phải cho người ta thấy là mình đi mặc quần áo đẹp, đi giày đẹp, đồng hồ đẹp. Và cuối cùng là không mang điện thoại vào phỏng vấn. Khi phỏng vấn là sẽ có những cuộc điện thoại reo lên thì nó hơi vô duyên và hơi mất lịch sự. Đó, mình chỉ có 10 phút để thể hiện với người ta, mà hạn chế mà không lên để cho bạn bè hay là ai đó cầm ở ngoài. Đây là về cái tác phong phỏng vấn về ngoại hình trước. Lặng đôi. Đó. Thì bây giờ mình chị thấy như hình như loa của chị ấy ổn thì chị có thể tắt loa được không? Thì lúc nào mà mình cần nói thì mình lại mở loa đấy chị nhé. Vâng. Đó. Thì mình sẽ đi tiếp. Đấy là tổng quan về ngoại hình nhé. Phỏng vấn thì mọi người nhớ chú ý cái đầu tiên là về ngoại hình như thế nhé. Tiếp theo là về tác phong phỏng vấn. Vẫn là tác phong lúc ngồi phỏng vấn nhé. Về tư thế. Đó thì chị Nhung có thể nói cho các bạn về cái tư thế. Thì mình xin chia sẻ mọi người khi về cái tư thế ngồi khi mà mình phỏng vấn nhé. Thì thứ nhất là như những nhân vật trong hình ấy, là như các bạn nữ thì mình ngồi khép chân lại đúng không? Thì mình ngồi thẳng lưng ngay ngắn, tất cả nam và nữ chúng mình đều ngồi vào ghế thì ngồi rất là thẳng lưng và ngay ngắn này, chứ không được ngồi dựa này hay ngồi một cái tư thế mà kiểu rất là thoải mái như đang ngồi nghỉ là không được, thì ngồi là không được nhé. Và không chống cằm, không quắt chéo chân, không tựa lưng vào ghế, và không rung đùi rung chân, có là những cái động tác thừa thãi mình không làm nhé. Mình ngồi thật là nghiêm túc để mình thể hiện là mình trong nhà tuyển dụng thấy là mình nghiêm túc và mình mong muốn được làm cái công việc mà họ tuyển. Và có một cái chú ý là với cái thân trên ấy, mình thì thẳng người giống tư thế lúc đứng, chứ không phải là mình ngồi mình nghiêng quá về trước và mình nghiêng quá sau đấy. Nên mình ngồi rất là thẳng như này. Và ví dụ như tay nhá, thì sẽ người Nhật người kể cả lúc chào hỏi ấy, hay lúc ngồi ấy, thì người ta thường phân ra nữ và nam sẽ khác nhau. Ví dụ như tay, đối với nam giới thì mình chỉ nắm hờ nắm nhẹ thôi, mình đặt úp ở vị trí của đùi. Vậy là nam giới thì ngồi hơi song song hai cái đầu gối đấy, mình đặt hai cái tay như nhân vật của nam giới kìa. Còn nữ thì mình đan tay vào nhau, và mọi người chú ý là người Nhật theo quan niệm thì người ta sẽ thường đan tay tay phải vào trong, hai ngón cái rất tiếp vào nhau như thế này. Mình đặt lên đùi, và nếu mà là nữ phải ngồi khép đấy, mình đặt giữa hai cái đùi. Đấy, như thế là cái tư thế gọi là quy chuẩn của người Nhật, người ta ngồi sẽ như thế. Và chân ấy thì chân cũng như mình nói rồi đúng không? Đấy, thì các bạn nhìn nhân vật là biết rồi. Thì mình cứ xem cái video hướng dẫn tác phong thi tuyển rất là nhiều lần, thì đến cái lúc mình vào phòng mình run rồi, kiểu run đến đâu, nhưng mà mình xem nhiều rồi là mình nhớ, mình sẽ không bị sai tư thế gì cả. Nhưng trình chiếu cái vấn đề chất cảm về tư thế, còn đấy là về tư thế và tác phong. Đó, còn bây giờ mình sẽ đi đến bài mẫu về giới thiệu bản thân. Đó, như các bạn ở đây thì có một hai bạn là mình đã từng phỏng vấn hay ở đâu đó rồi. Đó, mình đã từng phỏng vấn bằng tiếng Nhật ấy. Đấy thì đây là một cái bài giới thiệu mẫu. Thì trước khi giới thiệu thì nói hey rồi bắt đầu. Đó, và lời chào thì sẽ nói là hajimemashite. Và mình có phiên âm ra ở đây rồi. Thì đây là sẽ là như kiểu lần
chào lần đầu gặp mặt. Còn ví dụ như nói là konnichiwa hoặc là konbanwa thì là chào buổi trưa, buổi tối. Nhưng mà trường hợp này đã gặp mặt trước đó rồi thì cái này thì chắc là chị Nhung cũng chia sẻ với mọi người đúng không? Thì đó, hầu như là mình sẽ chào là hajimemashite thôi nhé. Tại vì hầu như là mọi người đều gặp nhà tuyển dụng là lần đầu thôi đúng không? Thì hầu như các bạn sẽ chào như thế. Đó. Ví dụ người ta về đây phỏng vấn cơ, mà trước khi phỏng vấn người ta có gặp các bạn ấy. Thì gặp rồi, lần thứ hai mình vào phỏng vấn sẽ nói là konnichiwa hoặc là konbanwa. Còn hầu như bây giờ thì các bạn cứ dùng là hajimemashite. Trước khi giới thiệu thì mình phải nói hey trước. Hey xong rồi hajimemashite. Thì các bạn chú ý cái điểm này nhé. Đây là một bài mẫu về giới thiệu bản thân. Thì mình sẽ đọc qua. Thì các bạn có thể là nhìn qua và tự cho tên của mình và cho cái thông tin của mình vào cái bài này luôn. Đó. Thì rồi mọi người yên tâm nhé. Thì từ cái form của mọi người ấy, rồi thì mình và Nhung sẽ dịch ra một cái bài Zico của từng người rồi mình gửi cho từng bạn. Thì mình cứ luyện trước cái bài này đi. Đến cái hôm nào mình phỏng vấn thì mình đã luyện rất là thuộc rồi. Thì lúc ấy mình không sợ vấp nữa, không sợ quên nữa. Tại vì rất rất nhiều bạn ấy bình thường nói rất trôi chảy, nhưng đến lúc mà phỏng run quá, run quá, không nói được. Tức là nói sai bét hết cả đấy. Quên hết luôn. Quên hết luôn. Mình học không bị máy móc. Cái này mọi người cứ luyện được nhiều bạn. Luyện được nhiều quên được luôn đấy thì chắc chắn là mình trúng tuyển luôn nếu mà cái bài phỏng vấn của mình trôi chảy, bài Zico của mình trôi chảy. Đó. Thì mình cứ đọc qua về cái phần này trước nhé, rồi các bạn khi mà các bạn có thông tin rồi thì mình sẽ với chị Nhung sẽ viết lại một cái bài hoàn chỉnh đầy đủ để cho các bạn, thì các bạn có thể là học theo cái đó để mình có thể cho mình một cái bài Zico, cái bài giới thiệu bản thân cho riêng mình. Thì cái xa gần nhất này thì đây là giới thiệu tên của mình. Thì mình sẽ hay nói là watashi wa, tên của mình vào xong des. Thì mình còn lấy ví dụ đây là Trang nhé. Đó thì sẽ nói là watashi wa Trang des. Đó, thì mình sẽ là tôi là Trang. Tiếp theo kotoshi. Trang năm nay là bao nhiêu? 19 đấy. Trang 19 đấy. Hay bao nhiêu? Thì cứ ví dụ thế đấy. Trang 19. Em 20. 20 rồi ạ. Thì sẽ nói là kotoshi hatachi de. Hatachi desu. Thì cái số 20, tuổi 20 ấy, thì nó khác một chút về cái số đếm. Thì nên là mọi người chú ý thôi. Còn đây mình nói là số tuổi của Trang trước là kotoshi hatachi desu. Thì năm nay tôi bao nhiêu tuổi? Tôi 20 tuổi. Thì Trang quê ở Nghệ An đúng không? Đó, thì mình sẽ thay vào cái quê ở chỗ này. Đó, Nghệ An kara kimashita. Nghệ An kara kimashita là tôi tới từ quê của mình đó. Thì mình điền vào. Tiếp về cái tiếp là kazoku wa, nhà Trang có bao nhiêu người? 5 người. Kazoku wa gonin desu, đó là gia đình tôi có mấy người? 5 người. Tiếp theo là sở thích của Trang là gì? Đi du lịch. Shumi wa ryoko e iku koto desu, thì đấy là cái sở thích của mình. Đó thì tiếp theo cái câu là tôi đã từng làm các công việc liên quan đến. Nếu mà em làm về các công việc ở Việt Nam ấy, mình làm những công việc liên quan đến điều dưỡng này, liên quan đến cơ khí này, cái gì đó thì mình có thể cho cái đấy vào. Thế là tùy mỗi bạn, bởi vì không phải là bạn nào cũng đã từng làm. Đó thì cái này thì các bạn có thể là liên hệ với chị Nhung ở trong nhóm. Đó, mình gửi cho chị Nhung một cái thông tin thì bọn mình có thể là viết cho các bạn cái bài đầy đủ. Và cái câu tiếp theo là tôi muốn có kinh nghiệm khi ở Nhật. Và tôi luôn luôn cố gắng rất mong nhận được sự giúp chiều cố. Thì cái câu này thêm vào để cho thấy cái tinh thần của mình là mình rất là muốn ứng tuyển và mình muốn làm cái công việc như thế này. Và mình muốn sang Nhật nữa. Đó, thì các bạn có thể cho thêm cái câu này vào để thể hiện cái tinh thần như vậy. Nihon de keiken o minitsuketai kara desu. Minitsuketai kara desu. Đó thì mình có thể thêm những câu này vào. Và itsu demo tanbarimasu. Dozo yoroshiku onegaishimasu. Thì cái này là mình thêm vào để cho thấy là cái tinh thần của mình rất là muốn làm cái công việc như thế này. Thì đây là một cái bài giới thiệu bản thân mẫu. Đó thì các bạn có thể nhìn qua và tưởng tượng cái thông tin của mình cho vào đây. Rồi khi nào mà có thông tin, có bài rồi thì mình sẽ gửi cho các bạn. Thì các bạn tự quay video, tự ghi âm. Đó, mình có thể là đi luyện lại. Đúng rồi. Thì khi nào mà mình và Nhung sẽ gửi cho mọi người thì mọi người đọc và luyện thật là nhiều lần nhá. Đến lúc nào mà mình cảm thấy ok rồi mình có thể quay video lại, ghi âm lại. Xong rồi có thể là gửi lên nhóm hoặc gửi riêng cá nhân cho chúng mình ý, để chúng mình sẽ sửa cho mọi người nhé.
để cho các bạn nhé. À, vậy em sẽ đi đến phần tiếp theo nhé. Ừ. Đó. Thì đây là thực hành giới thiệu bản thân. Thực hành video mẫu thì có nghĩa là cái video mà các bạn vừa có xem mà đã trình chiếu mà chị Nhung đã gửi trong nhóm đó, thì các bạn xem cái video đó thấy cái tác phong người ta như thế nào, tư thế như thế nào, ngồi đứng như thế nào. Mình vừa kết hợp cái tư thế tác phong như vậy và mình phải giới thiệu bản thân của mình nữa. Đó. Thì khi mà như vậy thì mình hãy bình tĩnh giới thiệu bản thân với nhà tuyển dụng. Như chị Nhung vừa rồi có đề cập đã học rồi nhưng mà run quá hành ra quên. Thế là mình lúc nào phải bình tĩnh, tự tin. Người ta cũng là người thôi mà, cũng không giống mình thôi. Đó. Cái thứ hai là thực hành những điều học qua video hôm trước, là cái video mà chị Nhung gửi đó. Đó thì các bạn chỉ cần xem đi xem lại thôi mà chỉ có tầm khoảng 12 phút thôi. Đó. Một ngày mình xem sáng một lần, trường một lần, tối một lần. Đến lúc thi tuyển thì thuộc lòng. Và kiểm tra ngoại hình ok chưa? Thứ nhất là móng tay, quần áo, rồi tóc, ánh mắt, phát âm. Những cái về ngoại hình của mình thì mình phải kiểm tra. Xem cổ áo vẻ đồng hoàng chưa, sơ vin các thứ ok chưa? Giày, dép, rồi móng tay, tóc các thứ. Để cho cố gắng đừng để cái gì nó xóa ở mặt chẳng hạn. Các bạn nào có mái thì kẻ mái lên càng tốt để người ta có thể thấy mặt mình với cách gọi là rõ ràng nhất, như kiểu mình đi làm chứng minh thư ấy. Đó. Thì đấy là cái thực hành video mẫu và cái về cái tác phong tư thế cũng như là giới thiệu bản thân. Và nhà tuyển dụng quan sát bạn. Đó có nghĩa là khi phỏng vấn ấy thì người ta sẽ quan sát mình là mình có phù hợp với công việc này không? Đó, có khả năng tiếp nhận cái đào tạo không? Hay là có gì tốt hơn với những ứng viên khác? Đó thì cái này chị Nhung sẽ giải thích cho mọi người chi tiết hơn về cái ba cái như thế này. Thì về bạn có phù hợp với công việc không thì tùy vào tính chất của từng cái đơn hàng mình ứng tuyển ý, thì mình sẽ thể hiện cho nhà tuyển dụng. Ví dụ như các bạn mà đăng ký ngành Kaigo ấy thì mình thể hiện mình là một người rất là tình cảm này, nhẹ nhàng này, có thể là rất là quan tâm yêu thương mọi người chẳng hạn đấy. Đấy thì mỗi công việc ví dụ như của anh Biên là mình làm về kỹ sư về điện đúng không, thì mình cũng thể hiện là tuyển dụng thấy là mình hiểu biết gì về cái lĩnh vực đấy này đúng không, để và mình khỏe mạnh này, mình như thế nào để có phù hợp với công việc đấy không. Và cái về cái vấn đề bạn có khả năng tiếp nhận đào tạo không, thì trước khi các bạn đi Nhật ý, thì lúc nào mình cũng sẽ phải được đào tạo, kể cả bạn đi công ty nào cũng thế, thì mình sẽ phải được đào tạo rất là kỹ ở trước khi xuất cảnh là ở Việt Nam ở các trung tâm. Thì với cái việc mà đào tạo này, các bạn sẽ ngoài việc học tiếng Nhật ra thì chúng mình còn học cả chuyên ngành, chuyên môn nâng cao nữa cơ. Thế nên là nhìn khi nhà tuyển dụng nhìn bạn ấy, người ta quan sát ấy, à xem bạn này có nhanh nhẹn không này, có cái khả năng mà học được cái ngôn ngữ tiếng Nhật của họ không, và họ sẽ nghĩ là bạn này có cái khả năng làm một công việc đấy không. Tại vì không phải công việc nào cũng phù hợp với từng cá nhân. Ví dụ như có những bạn ứng tuyển đi những cái ngành như kiểu giàn giáo hay xây dựng, nhưng mà nhìn nhỏ nhỏ với cả yếu yếu là họ không thích rồi đấy. Ví dụ như các bạn nào mà đi ngành Kaigo chẳng hạn, ngành Kaigo thì cái quan trọng nhất là cái tiếng này, thì bạn nào mà bạn nên nói ấp úng này, hoặc là bạn đi thể hiện cái sự không tự tin được thì người ta cũng không thích đấy. Tại vì quan trọng nhất của cái ngành Kaigo nó là cái tiếng Nhật đấy. Và bạn có gì tốt hơn với những ứng viên khác thì trong cuộc phỏng vấn thì tùy vào từng đơn hàng. Ví dụ như có những đơn hàng thông thường ấy thì thường là tỷ lệ là các bạn hai bạn phỏng vấn thì sẽ lấy một đúng không, đôi khi là ba bạn sẽ tuyển một, tỷ lệ ba lấy một. Có những đơn điều dưỡng thì sẽ tỷ lệ thấp hơn, thì thường hai bạn thi thì lấy một bạn đấy. Thế nên là khi mà mình thi thì mình phải thể hiện cho họ, cho nhà tuyển dụng thấy được là mình có những cái ưu điểm gì vượt trội hơn các bạn còn lại đấy. Thì cái này thì có rất nhiều cách để các bạn thể hiện thì khi các bạn vào phỏng vấn thì lúc đấy thì các bạn sẽ có thể là ứng phó theo cái tình hình lúc đấy. Đây đấy. Chỉ cần như thế này thôi đã có một cái sự khác biệt rồi. Ví dụ như các bạn có thể tham gia được mấy cái buổi mà có thể trò chuyện cũng như là giới thiệu, hướng dẫn cho các bạn về cái tư thế tác phong này, giới thiệu bản thân này. Chứ còn một cái bạn bình thường mà để vào thi vào đơn hàng luôn đúng không, các bạn sẽ không qua được những cái buổi hướng dẫn như thế này. Thì những cái tự tin của các bạn cũng ít hơn này. Đó, về cái kiến thức về tác phong thi chuẩn cũng ít hơn này. Đó, thì qua những cái đó thôi mình thấy được cái điểm đó thì các bạn cần phải thể hiện mình tốt hơn nữa. Đó, qua những cái giới thiệu bản thân chẳng hạn, hay qua những cái kiến thức mà các bạn có thể học được từ những cái buổi hướng dẫn như thế này.
Và mình đã chuẩn bị trước chuẩn rất là nhiều kiến thức ngoài ngoài lề đúng không? Thì khi nhà tuyển dụng hỏi bất kỳ câu nào mình có thể trả lời cho chảy, nhà mình đã thấy à, bạn này rất là nhanh nhẹn hoạt bát, bạn này rất là quyết tâm. Chị đã tìm hiểu rất là kỹ trước khi phỏng vấn. Đó, đấy là về cái khi mà tuyển dụng quan sát thì người ta sẽ thường quan sát ba cái điểm như thế này. Đó. Đó thì đảm bảo ứng viên phải nói trôi chảy và chính xác thông tin của mình. Đó, thì cái này là bài giới thiệu của bản thân mình rồi. Mình không được nhầm lẫn. Mỗi người chỉ có một cơ hội thôi. Đó, cơ hội trong cái cuộc phỏng vấn này thì mình phải cố gắng làm sao nói thật trôi chảy, chính xác thông tin của bản thân. Cái thông tin này chính là ở cái form ấy, cái form thông tin của chúng mình dịch cho các bạn và vừa dịch sang tiếng Nhật gửi sang Nhật ấy, thì nhà tuyển dụng sẽ dựa vào cái form thông tin này để họ hỏi những câu hỏi trong đấy để xem bạn có năng lực trung thực không, có nói chính xác cái thông tin trong cái form bạn đã khai ra cho bên Nhật không. Đấy, thế nên là khi mà mọi người trước khi vào phỏng vấn ấy, trước khi thi tuyển ấy, thì mình cũng phải nhớ kỹ cái form thông tin của mình đã khai là lý lịch mình học tập như thế nào, mình làm những công việc gì, thời gian bao lâu đấy chẳng hạn, đúng không? Đó, đúng rồi. Để mình đảm bảo cái sự chính xác thông tin, vì ví dụ mình chỉ nói lệch một chút thôi thì mình sẽ hay nghĩ là bạn không trung thực. Đó, người ta không thích kiểu một người mà như thế. Đó là từ cái thông tin trong form thôi, những cái bạn, những cái mà các bạn khai form bình thường đó, đây những cái thông tin mà nhà tuyển dụng người ta sẽ hỏi các bạn. Nên là mình cứ nhớ là mình đã học gì làm gì. Sau khi giới thiệu bản thân xong, đó thì nhà tuyển dụng sẽ bắt đầu phỏng vấn bạn. Đó thì thử hình dung và tìm hiểu xem nhà tuyển dụng sẽ nói gì nhé. Đó thì cái buổi sau thì bọn mình sẽ nói sâu hơn về cái những cái câu hỏi mà mình thường gặp khi mà nhà tuyển dụng hỏi mình ấy. Và những cái câu hỏi như thế nào. Công ty đã tổng hợp sau rất nhiều năm, 13 năm trong lĩnh vực này rồi, thì công ty chúng ta đã tổng hợp được những cái câu hỏi mà nhà tuyển dụng hay hỏi nhất để đưa ra cho các bạn, để luyện cho các bạn những cái câu hỏi này để mình luyện mình trả lời trước ấy. Đấy, thì khi nhà tuyển dụng hỏi bất kỳ câu nào, mình nghĩ là câu này đã từng được học rồi, từng được luyện trả lời rồi, thế mình trả lời phản xạ rất là nhanh, mình trả lời rất là đúng và rất là đúng cái ý của nhà tuyển dụng là muốn được nghe như thế. Đấy, thì cái tỷ lệ trúng tuyển rất là cao luôn. Đúng đấy rồi. Thì sau nhá. Trả lời đúng trọng tâm. Mình trả lời bằng tiếng Việt hay là tiếng đúng Nhật? Đúng rồi, trả lời bằng tiếng Việt thì các anh chị đối ngoại sẽ dịch sang tiếng Nhật. Đấy, yên tâm là các anh chị sẽ dịch sát luôn cái ý của mình nói, nên là mọi người không lo, sát luôn. Đó. Em cứ chuẩn bị cho mình một cái câu hỏi thật là chính xác, đúng trọng tâm, tránh trả lời lan man là mình đưa ra thế này, đưa ra thế kia, đúng không? Đó, bản thân mình, chính bản thân mình khi đấy cũng bị run, mình sẽ nói mà cảm giác là mình không biết là mình nói cái gì. Đó là qua những cái buổi mà học cảnh sử dụng người ta có những câu hỏi như thế, mình chuẩn bị trước, cho dù nó không liên quan, không hẳn là 100% giống như vậy, nhưng mà nó ít nhất là sẽ có được khoảng 30-40%. Và những câu là giống hẳn luôn. Đấy thì qua những buổi như thế thì mình sẽ tự cho mình những cái chuẩn bị sẵn một cái câu hỏi như vậy đi, một cái kiến thức như vậy, thì mình sẽ không phải là thế bị động nữa, mình chủ động hơn. Nó là tác dụng của những cái buổi phỏng vấn như vậy. Đó, bởi vì là buổi hôm nay thì là các anh chị là cũng chưa có một cái bài gì cô ấy. Đấy, chưa ai được bài gì cô. Đó. Thì hôm nay thì mình không đó, thành ra là mình sẽ các bạn sẽ ghi âm lại bài gì cô hoặc quay video nhé, để chúng mình sẽ sửa cho mọi người vào một buổi nào đấy. Thì cái buổi sau thì chúng mình sẽ học những cái câu hỏi mà nhà tuyển dụng hay hỏi để phỏng vấn. Đấy. Quay video giới thiệu bản thân thôi ạ? Hay là đúng rồi, chỉ giới thiệu bản thân thôi. Cái tác phong em ở trong video rồi thì mình có thể tự luyện được. Cái này nó cũng khá đơn giản thôi. Thì mình chỉ cần luyện bài Zico thôi. Luyện bài Zico Sokai là cái bài giới thiệu bản thân ấy. Thì như Vân ý, Vân chưa tham gia buổi 1, bài 1 đúng không? Thì mình có thể là khi nào có rất là nhiều bạn mới tham gia vào nhóm, nhưng khi nào thì bên mình công ty cũng có thể sắp xếp một cái buổi bài 1 cho mọi người nhưng đã chưa vào học thì có thể vào học lại. Tức là mình học bài này rồi nhưng có thể học bài 1 được bình thường. Đấy. Thì trong buổi hôm nay không biết là mọi người có đóng góp gì cho công ty không nhỉ, cho bài học của chúng ta hôm nay không nhỉ, để chúng mình hoàn thiện hơn bài các bạn tiếp theo. Em không có ý kiến gì không? Em Trang cảm ơn các chị nữa. Anh Điên ý kiến gì không anh Điên? Mình thấy là nếu mà để cái phần bài giới thiệu với bản thân này mà dễ học ấy, mà dễ học thì mình cũng làm một cái kiểu cái
cái bài kiểu video ở Google ra bán là một cái bài giảng về giới thiệu bản thân thế đó. Là một video cụ thể về bài giới thiệu bản thân đúng không? Thế thì cái này bọn em xin nhận ý kiến đóng góp của anh nhé. Thì bọn em sẽ có thể là bọn em sẽ thiết kế một cái video như thế để mọi người xem và coi là nghe cái cách đọc của cô giáo để cho mình sẽ phát âm chuẩn hơn đúng không? Khi mình nghe đúng rồi. Như trong cái video kia cũng có một đoạn giới thiệu đấy, thì mọi người có thể xem cái bạn đấy một chút. Thì bên em sẽ hoàn thiện cái này là một video chỉnh hơn riêng về thầy cô Suka. Đúng rồi nhỉ, để kiểu khi mà mình chưa biết về tiếng Nhật bao giờ đó thì có thể là nghe qua cái video đấy. Ủa, không phải là chị nào cũng có thể nhìn chữ mình phiên dịch ra mà cũng có thể đọc được đúng chính xác. Bởi vì một khi mà mình đúng rồi. Một khi mà mình chưa hiểu thì mình không biết là sử dụng như nào nữa. Đúng rồi, đúng rồi. Mình hiểu được thì mình học nó mới dễ thôi. Thế thì buổi học hôm nay kết thúc tại đây nhỉ? Chúc mọi người buổi tối vui vẻ. Chúc mọi người ngày mai có một ngày nghỉ thật là vui vẻ. Cảm ơn. Chào cả nhà nhé. Chào mọi người nhé. Vâng, em cảm ơn nhé. Ngủ ngon nha. Dạ. Okay.